Kính chào quý vị và các bạn. Gió Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa vừa mưa to dài ngày cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó, bão Yagi sau khi vào Biển Đông vào sáng nay trở thành cơn bão số 3 của mùa mưa bão năm nay, đã mạnh thêm một cấp lên cấp 9. Lúc 10 giờ hôm nay, bão số 3 đang ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão duy trì cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Bão số 3 đang ở trên vùng biển ấm và dự báo là sẽ di chuyển chậm lại khoảng 10 km/h, tích lũy năng lượng và mạnh dần lên. Cho đến ngày 6 tháng 9 thì bão sẽ rất mạnh, đạt cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là khu vực phía Bắc của vĩ tuyến 17 độ Bắc và phía Đông của kinh tuyến 115,5 độ Đông. Khu vực này, sóng biển sẽ cao từ 2 cho đến 4 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 3 đến 5 mét. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Dự báo chiều đến đêm nay khi gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa dông mạnh. Cảnh báo mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng lên đến 100mm, dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa cấp tập trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp hay các khu đô thị. Ở Bắc Bộ, một số nơi vùng núi là có mưa, buổi sáng trời mát mẻ, đến chiều nay mưa giảm, trời có nắng, cảm giác quý vị sẽ nóng hơn. Dự báo, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác phổ biến trong khoảng là 31 cho đến 35 độ C. Xuống Trung Bộ khả năng có mưa dông vào chiều tối nay. Trước đó từ giờ đến trưa thì trời vẫn sẽ có nắng nhiều. Hầu khắp các thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phan Thiết, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 33 cho đến 35 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và tối nay.